Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một cái thiết bị điện. Nó rất hữu ích và vô cùng quan trọng trong mỗi cái gia đình của chúng ta. Đây là cái thiết bị cái CB chống giật, cái automat chống giật của chúng ta. Nó còn có tên gọi là LCB hoặc là RCCB. Thì cái automat này nó có tác dụng là bảo vệ cho chúng ta chống khỏi bị điện giật. Thì như các bạn đã biết thì cái điện giật nó nguy hiểm như thế nào. Thì cái độ nguy hiểm của cái điện giật này là thì nó phụ thuộc vào cường độ dòng điện và cái thời gian chạy qua người của chúng ta. Cái dòng điện mà đi vào người càng lao và cái cường độ dòng điện càng lớn thì cái mức độ nguy hiểm nó còn cao và có thể dẫn đến là gây tử vong cho chúng ta. Thì điều đó thì tất cả mọi người đều đã biết. Thì bây giờ tôi nói sơ qua về cái automat chống giật này. Thì đối với cái mức độ an toàn của con người của chúng ta, theo như cái khuyến cáo của cái an toàn điện ấy, thì cái dòng điện mà qua người của chúng ta mà an toàn, tức là nó nằm nó trong khoảng cái ngưỡng là 30 mA. Thì cho nên là khi chúng ta lắp đặt cái automat ấy, thì cái loại cái CB chống giật này thì nó có rất là nhiều loại và nó có rất là nhiều cái mức độ của dòng trò 15A, 30A hoặc 100A. Thì để lắp đặt cho ngôi nhà của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng là automat là có cái ở đây. Đây là nó có ghi là 30mA là chúng ta sẽ lắp đặt là nó an toàn. Chúng ta không nên tức là không có sử dụng cái loại lớn 100mA, thì cái loại đó là nó dùng cho chống cháy chứ không phải là để bảo vệ cho người của chúng ta. Thì ở đây là nó có ký hiệu là line, tức là chúng ta đáo cái nguồn lên đây. Và bên này là load tức là tải, thì chúng ta sẽ đáo cái tải vào cái hai cái cực dưới này. Thì có nhiều loại, có loại thì nó ghi là nó có cái N và L, tức là lửa bằng nguội. Mà chúng ta gọi là lửa bằng nguội hoặc là dây pha và dây trung tính đấy. Thì các cái loại mà nó có ghi là L và N thì chúng ta sẽ đáo đúng cực L và N. Còn nó không ghi thì chúng ta sẽ đáo cái như thế nào cũng được, chẳng N L nó hoán đổi cho nhau đều được. Và theo nguyên lý thì chúng ta có thể đáo N L ở bất kỳ cái cực nào thì nó vẫn hoạt động. Thì trong này cái chính của cái automat chống giật này, cái CB chống giật này, thì nó so sánh cái dòng điện rò của chúng ta. Nó có một cái ZCT, tức là cái biến dòng thứ tự không của chúng ta, biến dòng zero của chúng ta đó. Thì nó sẽ so sánh cái dòng rò đi qua cái CB này. Thì nó khi nó đạt đến cái ngưỡng là 30mA thì nó sẽ tác động. Thì để các bạn nắm rõ cái CB này thì tôi sẽ có nhiều bạn mua về mà không biết là nó có chống giật được, nó còn tốt hay không. Thì bây giờ tôi sẽ trong cái video này, cái mục đích chính là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta test cái CB này để coi thử nó còn hoạt động tốt hay không. Thì nó có hiện tại thì tôi thấy là nó có ở ngoài thực tế á, các thợ điện rồi hay làm á, thì nó có ba cái cách mà chúng ta test cái dòng rò này. Nhưng mà trong đó có những cái cách, có một cách thì nó không có được an toàn và nó không đúng với cái kỹ thuật. Thì tôi khuyên các bạn là không dùng cái cách đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái đầu tiên là chúng ta sẽ đấu nối cái CB chống giật này cái đã. Thì cái CB chống giật này thì cũng như tôi nói nãy là chúng ta sẽ đấu cái nguồn lên tay này. Thì nó không phân biệt là lửa và nguội. Thì chúng ta sẽ đáo cái, tôi sử dụng cái phích này làm phích nguồn. Tôi sẽ đáo vào hai cái cực này. Đây, tôi đáo cái nguồn cho cái CB này để chúng ta thử test cái dòng rò của cái CB. Thì đây cái một cái cách mà test và tốt nhất á. Thì chúng ta sử dụng cái trực tiếp cái nút nhấn trên cái CB này. Nếu cái CB nó còn tốt thì cái nút nhấn này nó khi ta bật cái CB lên và ta tách trên cái nút nhấn này. Nếu này như CB tác động thì là cái CB nó còn tốt. Đấy.
Như vậy là cái CP này nó còn tốt. Bởi vì khi người ta đã chế tạo ra cái CP này và cái test này, thì cái nhà thiết kế người ta đã thiết kế cho một cái sợi dây nó lệch trực tiếp qua cái cụm ZCT của chúng ta, tức là cái biến dòng ở trong cái CP này. Với đúng cái dòng điện lệch của cái tẻ, cái dòng rò đi ngược được ghi trên cái automat. Thì test nút automat này thì nó hoạt động chắc chắn 100%. Và nếu như cái automat nó còn hoạt động thì cái chức năng chống giật của chúng ta nó tốt. Thì như vậy là cái cách đầu tiên là chúng ta test trực tiếp trên cái CP này. Còn cái cách thứ hai thì các cái thợ điện và có một số người hay làm, thì cái cách này tôi khuyên các bạn là không nên sử dụng, bởi vì cái cách này nó không có đúng. Nhưng mà tôi cũng nêu ra đây để cho các bạn biết là cái cách nào đúng, cách nào sai, và nó người ta biết để chúng ta phòng tránh. Thì người ta sẽ làm như thế này, tức là đáo một cái dây 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 vào cái cực phía dưới của cái tải này. Sau đó là chúng ta là bật cái CP lên và kiểm tra là lấy cái dây dây lửa của chúng ta. Đây là nó đã đúng dây lửa rồi. Thì có một số bạn á thì thường hay làm như thế này, tức là lấy một cái miếng vải ướt và pha một ít nước muối, sau đó là đổ lên cái miếng vải này và đặt cái miếng vải này trên cái nền đất hoặc là cái sàn gạch của chúng ta, thì cái nền bê tông thì nó không có tác dụng rồi. Bởi vì sao? Và là mỗi cái nền đất á thì nó có một cái điện trở đất của chúng ta. Thì các bạn có biết về cái điện trở đất kia, các bạn có nghe cái về cái khái niệm điện trở đất kia, thì mỗi cái loại đất thì nó có một cái điện trở riêng. Thì nếu như mà chúng ta sử dụng cái cách này á, là tôi nói vì sao là chúng ta không nên thực hiện, là bởi vì là khi chúng ta cho cái dây lửa này xuống cái dưới cái miếng vải này, thì chúng ta không biết là cái dòng rò của chúng ta là bao nhiêu. Thì đối với những cái nền đất mà nó ẩm ướt á, thì cái điện trở xúc điện trở của đất thì nó thấp, thì có thể là cái dòng rò của chúng ta nó lớn, thì có thể là cả 100 mA, thì cái CP này nó có thể nhảy được. Đối với những cái nền đất mà có điện trở đất cao á, thì cái dòng rò của ta nó nhỏ, có thể là từ 1 đến 10 15 mA, thì nó không có nhảy cái CP của chúng ta được. Thì như vậy chúng ta không thể kết luận là cái CP của chúng ta nó còn hoạt động tốt hay không. Thì cái cách này là tôi khuyên các bạn là không, tuyệt đối là không nên dùng, và nó cũng không đúng với cái yêu cầu kỹ thuật của chúng ta. Bởi vì ở đây ta sử dụng là ta cái dòng rò của chúng ta là 30 mA. Ta phải test đúng theo cái định lượng đó, chứ ta không có được ví dụ như là khi cái CP của chúng ta mà nó 40 50 mA mà nó không nhảy, tức là cái chống giật của chúng ta nó bị nó không đảm bảo, thì ta nên thay cái chống giật đó. Và cái cách thứ ba này cũng là một cái cách test đúng để chúng ta kiểm tra lại cái nút test này. Thì bây giờ tôi sẽ ở đây là vì sao là tôi sử dụng ba cái bóng đèn này, thì trong khi thực hiện thì tôi sẽ giải thích cho các bạn biết. Thì ta sẽ sử dụng ba cái bóng đèn. Ở đây là mỗi cái bóng đèn của chúng ta là nó là mỗi cái bóng đèn ở đây là nó có 3 watt. Đây. Nó ghi là 3 watt 220V. Thì như vậy là chúng ta sẽ biết chính xác được là khi ta tính toán ra, hoặc là chúng ta dùng ông ba kìm ta đo, thì cái ba bóng đèn này nó có tầm cỡ 13 đến 10 13,5 mA. Như vậy là mỗi bóng đèn là ta cho 13 mA này. Thì như vậy là ba cái bóng đèn này thì tôi sẽ lần lượt tôi sẽ đấu nối cho các bạn xem. Thì đây là ba cái sợi dây ra của cái bóng đèn này, và ba cái sợi dây này ta nối chung lại, ta sẽ đảo vào một cực của cái CP chống giật này. Ở đây ta sẽ đảo vào cái cực dưới của cái CP chống giật, cái cực lửa hồi nãy đó. Đây, ta sẽ đáo vào cái cực dưới này. Và cái cách này là cái cách chúng ta, nếu như mà chúng ta không có tin tưởng vào
kiểm tra cái nút test này thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách này. Quý vị, cách này là chúng ta biết được là cái như cái dòng là của cái chúng ta thử tải là bao nhiêu mA thì cái CB của chúng ta nó sẽ nhảy, thì nó còn hoạt động tốt hay không. Rồi bây giờ tôi sẽ bật cái afterbus này lên. Và các bạn đấy là khi chúng ta sẽ đưa một cái bây giờ chúng ta sẽ cho một đàn của chúng ta sáng này. Đấy thì một đàn thì nó sáng bình thường, là CB của chúng ta chưa tác động, chưa nhảy, bởi vì là khi nãy tôi nói là cái CB của chúng ta là cái bóng đèn này nó có tải là có 13 mA. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ cho một cái bóng đèn nữa vào, các bạn xem. Đấy. Thì cái CB của chúng ta nó vẫn chưa nhảy. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây là chúng ta hai cái bóng đèn này thì nó mới có là 26 mA, tức là nó chưa vượt ngưỡng cái 30 mili của ampere của chúng ta. Tiếp theo bây giờ ta sẽ cho một cái bóng đèn nữa vào. Như vậy là chúng ta sẽ có là 39 40 mA gì đó. Thì các bạn sẽ thấy cái điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta cho thêm cái bóng đèn này vào. Đấy, khi ta cho bóng đèn này vào thì tức là cái CB của chúng ta nó tác động. Thì chứng tỏ rằng là cái CB nó hoạt động rất là tốt và nó đúng theo cái yêu cầu của chúng ta. Thì cái ngưỡng tác động của nó là 30 mA. Thì khi ta cho hai cái bóng đèn này thì nó mới cái tải của chúng ta mới có 25-6 mA, thì cái CB của chúng ta chưa tác động. Và khi chúng ta cho thêm cái tải nặng vào, cái tải là thêm một bóng nữa thì nó trở thành là 39-40 mA, thì cái CB này nó sẽ tác động. Nó sẽ vượt cái ngưỡng 30 mA. Thì như vậy là cái CB này nó hoạt động còn tốt và nó rất là tốt. Thì đó, thì cái trên đây là tôi sẽ nêu ra ba cái trường hợp mà chúng ta test cái chống giật. Và chúng ta cũng không cần phải test theo cái cách thứ ba, cách thứ hai thì chúng ta cũng không cần thiết. Và nếu như chúng ta mà có thể thì chúng ta sẽ test theo cách thứ ba, và cách thứ hai thì chúng ta tuyệt đối không nên làm, bởi vì là chúng ta không biết định lượng là cái bao nhiêu mA thì cái CB của chúng ta nó tác động. Và cái lời khuyên của tôi là khi chúng ta sử dụng cái CB chống giật này thì mỗi khi hàng tháng thì chúng ta nên nhấn cái nút test này một lần. Mà nếu cái nút test này nó không có tác dụng, cái CB nó không có hoạt động, không nhảy nữa, thì chúng ta nên thay cái CB này đi. Thì khi chúng ta đã hiểu rõ về cái nguyên lý hoạt động của nó thì chúng ta sẽ an tâm hơn, và chúng ta sẽ sử dụng cái CB này một cách đúng cách. Thì nếu các bạn thấy cái kiến thức mà tôi chia sẻ cho các bạn trong cái video này là hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cái video này để nhiều người được biết đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.